Và bây giờ là chuyên mục người không nổi tiếng phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV12. Hôm nay chúng ta một vị khách cực kỳ đẹp trai và đa tài, và theo như tin đồn giang hồ, anh ấy mang giới tính nam, DJ Cương Nguyễn. Hôm nay anh sẽ gửi đến cho chúng ta một tiết mục Thái Âm Chân Quyền 10 trong bộ video thứ 150 của anh, 150 lần biểu diễn võ thuật. Lần này anh sẽ gửi đến cho chúng ta một các bạn một tiết mục khá mới mẻ, Thái Âm Chân Kinh, từng được quảng cáo cho các thương hiệu lớn Victoria, Bixibu. Những màn võ thuật biểu diễn đẳng cấp của anh đã ghi lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Bixibu, Lamborghini, thật là đẳng cấp. Từng là bạn bè của Nhiếp Phong của bộ Kinh Vân. Anh muốn kiếm thật là đẳng cấp, chỉ những võ sư cao cấp mới muốn được giỏi như anh. Những màn biểu diễn thật là điêu luyện và hoành tráng. Wow, Cường Nguyễn, OC, come on, Cường Nguyễn thật là đẳng cấp. Một bậc thiên tài của thời nay. Đúng, gọi là thật là đẳng cấp. Từ hồi nhỏ anh ấy đã từ biết đánh võ thuật, đó là chính là đá bung mẹ. Lớn lên anh mới càng theo đuổi nghề võ học của anh. Anh là một con người đam mê thể thao, rất thích bơi lội và tập võ học, võ cổ truyền, võ tự vệ cận chiến Thái Lan. Maxi Bubu Cương Nguyễn Lamborghini. Hôm nay anh sẽ lại gửi đến chúng ta một bài quyền mang tên Cường Nguyễn Lamborghini Cường Nguyễn Maxi Bubu. Wow, cú đánh nhanh như chảo chớp của Maxi Bubu. Wow, Cường Nguyễn có bị giật không? Cũng hơi giật. Anh lại cầm kiếm và anh ta sẽ biểu diễn cho chúng ta. Wow, thật là đẳng cấp. Cú múa kiếm của anh đã làm thật là cười. Wow, Cường Nguyễn. Ô xin cơ mà. Chiêu. Wow, su. Chiêu. Ô xin, come on. Ô xin, come on. David Beckham. Chú cháu của nhà thể thao nổi tiếng thế giới David Beckham, và đã từng gặp cầu thủ nổi tiếng là Messi. Anh rất giỏi giao tiếp tiếng Anh và đã từng nói chuyện với Messi Bubu, cầu thủ Messi của Barcelona. Wow, thật là đẳng cấp. Wow. Ô dê, come on. Anh kia chụp kẹt rồi đó nè. Được. Không được. Quay lại. Thôi quay đi. Wow, thật là đẳng cấp. Đẳng cấp cho một thời trẻ trâu của anh. William Cường. Maxi Buku. Wow. Chết người. Wow, những cú đánh xuất quỷ nhập thần. Wow. Messi Buku của ta. Wow. Ôi, thần tượng của tôi. Wow, OC, come on. OC. Một bậc thiên tài. OC. Wow. Mang một thân hình 8 múi vòng ngực 90 của anh. Anh đã loại tất cả các đối thủ trên đấu trường 100. Wow, được chê chưa? Wow, Cường Nguyễn chúng ta. Anh ta đã thật. Wow, thân hình múi vòng ngực 90. Wow, thật là đẳng cấp. Ngồi xuống. Võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Wow.
anh ta sẽ biểu diễn đây các bạn. Gần hơn tí nữa trong rừng. Wow, xin chào đón anh Mr. Cương Nguyễn.